Hello anh em, bữa nay mình đi show nha anh em. Đi show mình tách hai cái lo qua hai bên nha. Tách ra quýnh xì tê nếu mới hay, chứ mà bốn cái đặt chỗ một quýnh nó không hay. Để làm tách ra làm hai tủ máy chính giữa nè. Bây giờ đậu đây, chờ người ta ra phụ qua cầu. Cầu này nó cũng vừa chiếc xe. Đợi người ta ra cái hả? Cầu này nhỏ anh em ơi, xe mình lọt lòng 1m2 mà này có 1m2 mấy phân à, khích khích chờ người ta ra. Ba anh em nha. Thank you.